càng rất là bự. Hôm qua bắt rồi mà bữa nay vẫn còn cua hay vậy ta, đúng là thiên nhiên ha. Con này là con đực nè, con cái là cái yếm nó bự, con này con gì à, con đực. Vậy là theo cái sự suy đoán á, bây giờ nè, con đực con này là con cái đúng không? Ừ, lật bụng thôi thôi. Bây giờ á, không cần lật bụng biết con nào con đực và con nào con cái luôn, tin không? Chị không biết chị không? Cái này to hơn, yếm to hơn. Không, nhìn cái này thì dễ rồi, nhìn cái bụng của con cua là mình biết được, có thể là biết được con đực con cái. Nhưng mà bây giờ nè, nó nằm như vậy nè, làm sao đó, làm sao biết được con nào đực và con nào cái? Con đực như đập bụng không sao. Sai. Con này là con cái nè, chắc chắn con này là con cái. Nè, dở lên nè. Con này là con đực. Trứng còn lộn không chi người trời.